Đang xin chào ạ. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần lu máy đứng 562UL tương đương 1m6 ạ. Khoen một chân. Ngọn UL các bạn thích hợp các bạn lu cá suối. Chuôi máy ạ. Và nắm cầm rất đẹp. Đo bạn đường kính đốt thứ hai. Đường kính đốt thứ hai là 5 ly ạ. Hơn 5 ly tí. Đốt ngọn này ạ. Ngọn UL. Đặc các bạn nhé. Bạn nhìn. Đây ngọn đặc. Đây cân cho bạn xem trọng lượng của cân. Rất nhẹ, cân này nhẹ các bạn. Chín chín gram rất hợp lý cho bạn lu mà không mỏi tay, cầm đỡ mỏi, gọn 1m6 bạn lu suối không vướng. Rút ngọn ở cái này 1 ly các bạn nhé. Cần rất đẹp các bạn. Fishing up. Vừa rồi Hải Đăng Fishing đã giới thiệu các bạn cần lu dê máy đứng Fishing off độ cứng UL chiều dài 1m65. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.